Dạ con kính chào sư. Một người cái gì ăn nhái lại các quyển kinh, lấy các bản PDF dịch Tam Tạng Pali của các sư up lên mạng cho Phật tử xem free, họ in ra đóng thành kinh sách xong xuất bản bình thường rồi bán cho các cái chất người khác, họ không thông qua vị sư đã dịch các bản Pali đó, họ tự in ra và tự bán. Vị sư dịch từ Pali sang Việt, vị ấy cũng bất ngờ vì sách mình được xuất bản như vậy. Con thấy có ba trường hợp: nếu họ bán với tâm tham lam muốn lợi dụng để kinh doanh, con thấy trường hợp bán là bị tội chắc rồi. Các chi pháp giới trộm cắp đều bị dính cả, thì con không biết họ phạm giới trộm cắp trí tuệ của Tam Bảo rồi lấy lợi nhuận như vậy thì tội sẽ như thế nào? Trường hợp 2, nếu họ bán với tâm muốn chia sẻ chánh pháp, bán vừa đúng với giá xuất bản, tiền công, tiền giấy in ấn, không ăn lời từ việc xuất bản bán này, thì họ có phạm tội không sư? Dạ còn nếu trường hợp họ tự in ra xong, họ tặng kinh sách đó đến người khác, họ không hề có tâm muốn kinh doanh, họ còn hỗ trợ ship tỉnh cho người cần luôn, thì như vậy có mang tội không sư? Con cảm ơn sư đã giải đáp giúp con. Có một cái nguyên tắc mà chúng ta có thể sử dụng cho quốc tế luôn á, quốc tế đều sử dụng. Tức là rất nhiều nội dung chúng ta được phép chia sẻ miễn phí với điều kiện là không kinh doanh, tức là không vì mục đích thương mại. Mục đích thương mại ở đây được định nghĩa là chúng ta định ra giá của sản phẩm đó và chúng ta xuất bản và chúng ta đem bán. Thì đó được gọi là mục đích thương mại. Cho nên á, chỉ trừ trường hợp mà quý vị in ra rồi đem đi tặng cho, nhưng với điều kiện là mình không có kêu gọi nha. Tức tại vì á, mình kêu gọi mà kêu gọi nó cũng kẹt lắm, tại đôi khi mình kêu gọi rồi rồi người ta không biết là mình có dư không. Thì trừ khi tự mình làm, tức là cái mục đích cá nhân á, tại vì khi quý vị kêu gọi nó thuộc về tổ chức rồi. Khi mà cá nhân á, thì khi mà mình kêu gọi như mình làm cái cá nhân như vậy rồi thì quý vị muốn tặng cho ai thì cho, nó là quyền cá nhân của quý vị. Trừ khi tác phẩm đó được có thông báo là tác phẩm này nghiêm cấm mọi hình thức chia sẻ dưới mọi hình thức, thì khi đó mình sẽ không được phép chia sẻ. Còn nếu không á, thì cái trường hợp cá nhân đó là không có vấn đề gì. Cho nên ngay cả trường hợp một đương nhiên không được rồi, trường hợp hai cũng không được luôn. Thành mà sư nói mấy cái này á, nó đâu có khó đâu, trừ khi cái người mà cái gọi là tác giả đó họ chết rồi nha, trừ khi tác giả họ chết rồi. Chứ còn mà tác giả còn thì mình mở miệng lên tiếng mình xin cho nó có mất mát cái gì đâu. Còn mình chia sẻ miễn phí thì nó lại không là vấn đề. Hơn nữa đây là cái nội dung về Phật pháp, về cái khoản về Phật pháp đó, thì mặc nhiên đối với các sư, đối với chư tăng nha, đối với chư tăng trừ một số cá biệt, một số vị thì sư không nói tới, nhưng hầu hết là đều chia sẻ miễn phí. Thì nếu như quý vị đem về mà chia sẻ một cách miễn phí thì đều không có vấn đề gì cả và không cần phải xin phép. Còn nếu như mà mình đem về như sư nói đó, vì mục đích kinh doanh, tức là mình đã ra cái giá cho một cái sản phẩm đó và mình đem bán, dù quý vị có suy nghĩ gì đi nữa thì cũng không được phép, phải xin phép đàng hoàng. Ít nhất là vì đó cho phép, chứ không phải là mình tự ý mình lấy như thế. Nhớ giùm sư nha, cái chi phần là trộm cắp á, là cái gì? Của không cho, thứ nhất là của không cho, cái thứ hai là mình có ý muốn lấy, cái thứ ba là mình cố ý lấy, thứ tư là mình đã lấy được, chứ nó không hề nói là mình lấy để làm cái gì nghe, nhớ điều đó. Cho nên ngay cả trường hợp á, sư lấy ví dụ không phải là cái sản phẩm của Phật giáo
mà một sản phẩm nào khác mà người ta nói là tôi không cho phép. À, là dù mình có lấy về mình chia sẻ cho người khác miễn phí, nó vẫn dính tội trộm cắp như thường. Tại vì đây là sản phẩm của Phật giáo, cho nên hầu hết các sư á, là cho quý vị chia sẻ miễn phí. À, thì có nghĩa là khi quý vị chia sẻ miễn phí là các sư đã cho phép rồi. À, còn khi mà đem nó để kinh doanh là mặc nhiên không có cho phép. À, sẵn đây thì sư nói luôn, buồn thì chịu nha. À, có thể sắp tới đó là sư sẽ cho, sẽ nhờ một số vị đi kiểm tra xem là có ai, những vị, những nơi, những nguồn mà chia sẻ các video của sư, thì các vị đó, các video đó bắt buộc phải gỡ toàn bộ quảng cáo. Cái này là lời nói của sư. Sư không cho phép chia sẻ video của sư có chèn quảng cáo. À, nó không, sư không cần quý vị chia sẻ doanh thu. Sư nói thiệt, sư không cần quý vị chia sẻ doanh thu, không cần. Nhưng mà các video đó là sư yêu cầu là phải xóa quảng cáo. À, còn nếu như mà không thì có thể là sư sẽ nhờ Google hoặc là các cái nền tảng nó can thiệp đó. Sư sẽ liên hệ, sư khiếu nại để một là gỡ các video đó xuống, hai là để là phải bỏ quảng cáo. Chứ sư không muốn cái chuyện mà sư thuyết pháp mà người ta đang nghe pháp của sư mà nó nhảy ra một cái quảng cáo là đời tôi làm thầy thuốc bà đời, là sư không muốn như vậy. À, rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.